Xin chào các bạn khán giả. Tôi là Thế Anh, CEO của nội thất đầu tư Phân Auto. Thì đối với các bạn đã biết là cái dòng màn hình theo xe hoặc là CD theo xe, cái chức năng của nó đa phần là FM hay là dùng USB. Thì điều này nó là một cái những cái tính năng lắp thêm, ví dụ như là màn hình như là cam hành trình hay là áp suất lốp hay là cái tính năng cảm biến xung quanh xe chúng ta không lắp được trên cái dòng xe của mình. Vì thế cái màn hình Android chính là cái nó khắc phục được cái điều đó. Thì trong tay của tôi đây là cái hộp của dòng màn hình Gotech T8 Max. Với dòng màn hình này chúng ta sẽ có được tất cả các tính năng từ giải trí cho đến các cái tính năng thông minh nhất dành cho cái xe của mình. Và chúng tôi đã lắp cho cái xe là con Honda CR-V 2020 của một MC rất nổi tiếng. Chiếc bình này có gì đặc biệt? Quý vị theo tôi, chuyện ngày hôm nay trả xe cho người ấy. Xin chào tất cả mọi người, chào các anh em lái xe. Chào anh. Vâng, chào anh. Rất vui khi được gặp anh ngày hôm nay. Vâng. Công Tố muốn chia sẻ với mọi người một trong những cái sản phẩm mà mình cực kỳ yêu thích. Đặc biệt là nó là sản phẩm made in Việt Nam anh chính ạ. Chính xác. Thì không biết là cái màn hình đầu tiên mà cái trên xe của Công Tố ấy là màn hình gì không? Honda CR-V đời mới này thì cái màn hình của em là một cái màn hình zin của nó. Được. Nó có một cái vấn đề của cái màn hình đó để em tìm đến Gotech và thay đổi là nó hơi chậm. Cái màn hình cũ nó rất là chậm. Khi mà thao tác thì mình sẽ phải đếm mất 1-2 giây để qua bước tiếp theo. Và khi mà tìm hiểu thì mình muốn upgrade nó lên bằng một cái màn hình phản ứng nhanh hơn. Bởi vì rõ ràng khi mà lái xe ấy, thì những cái thao tác nhanh trong quá trình lái là điều cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là khi mà mình chỉ lái có một mình thôi. Đúng rồi. Nếu mà chậm quá thời gian chờ đợi nó sẽ khiến chúng ta sao nhãng và điều đó gây nguy hiểm. Chính xác. Và thêm một cái vấn đề nữa ở cái màn hình cũ của em đó là những cái tính năng kết nối của nó khá là kém. Đúng rồi. Và khi mà bọn trẻ con nhà mình đi xe ấy, và chúng nó mong muốn là tính giải trí cao hơn trong một cái màn hình. Chính xác. Thì gần như là không thể đáp ứng được với cái màn hình cũ. Đó là lý do vì sao mà mình đã tìm hiểu nhiều màn hình khác nhau và lựa chọn Gotech là cái sản phẩm made in Việt Nam nên mình cho đặt vào cái xe của mình. Ok. Thực tế ra khi mà lắp màn hình Gotech thì mình có một cái nỗi lo và đi hỏi rất là nhiều anh em làm về xe hay là đi xe và có lắp màn hình. Về việc là lắp một cái màn hình khác vào một cái xe với màn hình zin của mình thay thế thì liệu là cái giá trị của xe nó có giảm đi không? Đúng cái rồi. Câu hỏi thứ hai của mình đó là liệu là nó có tương thích với tất cả những cái phần ở trên xe hay không? Đúng rồi. Gồm có camera, rồi thiết bị âm thanh, thiết bị cảm biến vân vân. Đúng. Thì riêng cái màn hình Android Auto Gotech ấy, chúng ta cắm jack hoàn toàn zin 100%, mặt dưỡng hoàn toàn 100% zin. Vì vậy là cái việc mà chúng ta về an toàn là bao nhiêu tuyệt đối. Cái thứ hai về cái tính năng của cái dòng màn hình Gotech nữa, chúng ta tích hợp được tất cả các cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như là áp suất lốp này, chúng ta rất quan trọng đúng không ạ? Chúng ta không cần phải dây dợ nhiều nữa, chúng ta cắm ngay trên màn hình luôn. Thứ hai nữa chính là cam hành trình hoặc cam 360 chúng ta cắm trực tiếp lên trên màn hình luôn. Cái rất hay đúng không ạ? Còn cái thứ ba nữa đó chính là cái việc cảm biến xung quanh xe của mình có thể là lắp đặt luôn trên màn hình Gotech luôn. Vâng. Đó là những cái mà tính năng cực kỳ hay của màn hình Gotech. Vâng. Cái điểm đặc biệt quan trọng đấy là nó là sản phẩm Việt Nam mà. Thế cho nên là những cái tính năng điều khiển bằng giọng nói của nó rất là Việt Nam. Đúng, chính xác. Cả ba miền luôn Công Tố ạ. À thế à? Cả ba miền luôn. Bây giờ em mới giọng biết. Nào đều nghe được hết luôn. Thế tí nữa em thử nhá. Ok. Em sẽ thử giọng Huế hoặc là giọng miền Nam xem là ok. Là xem là độ nhạy của nó như thế nào. Thực ra em mới thử giọng Bắc thôi. Với hiện tại bây giờ ấy, chúng ta không phải nhất thiết phải mua hay là đổi một xe mới đúng không ạ? Chúng ta phải dùng cái xe của mình mà nâng cấp lên màn hình lên để có thể đầy đủ mọi tính năng cái nhu cầu của nó. Đúng không ạ? Thì bây giờ xin mời Công Tố, chúng ta sẽ xuống cái xe của Công Tố luôn. Vâng. Chúng ta cùng trải nghiệm cái sản phẩm này lên để Công Tố hiểu rằng là sản phẩm này nó chất lượng như nào nhé. Vâng. Thì Công Tố vào trong xe rồi, Công Tố thấy cái xe mình có gì khác biệt không? Đây, màu đỏ em yêu thích. Màu đỏ em yêu thích. Và cái giao diện màn hình nhìn rất là dễ chịu. Đúng rồi. Tức là có một cái mà em rất là quan tâm, bởi vì em là một người thích mấy cái tối giản và cái sự sắp xếp nó phù hợp. Tức là nó không cần phải là đẹp mắt theo kiểu là hoàn mỹ đâu, nhưng mà nó rõ ràng là được. Và ở đây các cái thứ kết cấu nó khá là rõ ràng. Chính xác luôn. Vâng. Và đây là cái màn hình chính đúng không? Màn hình chính đây rồi. Rồi. Đây cái xe của mình đây. Nếu như mà Công Tố muốn có thể gạt lên thì có thể xem được các cái icon của nó này. Đó. Ok. Ở đây có một cái hay nữa Công Tố ạ. Ở đây là chính là cái nút G này, điểm chạm này. Cái điểm chạm này thì nó hay cho cái việc là chúng ta ngồi ở bên ghế lái hay ghế phụ có thể đều có thể sử dụng nút chạm này.
Nói chung ai cũng thiết kế điểm G đúng không? Đúng rồi. Cái tốc độ này cũng có thể hiển thị được lên trên cái màn hình này luôn. Tốc độ đó. Okay. Ở trên này có thời tiết, thiên thời tiết này, nhiệt độ này. Và cái giờ chúng ta thể xem luôn ngày tháng âm lịch này, thứ bảy này. Có cả lịch âm nữa lịch này. Lịch âm luôn này. Lịch âm đó. Này. Ok. Tay nữa đó chính là cái phần này, cái phần âm thanh này nó cũng khá là hay này. Đó, âm thanh này rất là cũng khá là hay này. Ok. Thế thì bây giờ này em chạm điểm G của nó chưa nha. Điểm mà thú vị nhất đúng không? Rồi, của GoTech thú vị nhất. Và cái tác dụng của cái điểm này là gì? À, tác dụng của nó chính là gọi, gọi là dùng không chạm. Chúng ta không cần chạm, cái là chúng ta ấn trên này, trên vô lăng này thì không cần chạm đâu. Đúng không ạ? Okay. Còn khi mình chạm trên đây á là cái điểm ta gọi được cái tính năng của nó. Mở video MC công tố ghế không tựa. Chương trình rất là thích. Đây là chương trình với cả Chipu. Chipu. À, lâu lắm rồi, cái này chắc là phải bao nhiêu năm rồi nhỉ? Em thử gọi một cái chức năng mở VTV trực tuyến xem nhá. Đúng ví dụ rồi. Như là em dừng ở đây và muốn xem các đồng nghiệp của mình đang làm gì. Đây. Mở VTV3. Nhận khẩu lệnh rất là nhanh. Khẩu lệnh rất là nhanh. À, đây rồi. đây là Trạng Nguyên Nhí thì phải. Trạng Nguyên Nhí, một chương trình đang phát sóng trên VTV3 vào đúng cái giờ này luôn. À. Ok, tuyệt vời quá. Hay còn quá. Cái chương trình chúng ta dẫn đường đến đâu đấy rất chuẩn nha, qua Vietmap, bản đồ Vietmap đó. Rồi, với một người mù đường nha em. Anh ơi. Ví dụ như là chiều nay đi, em có việc ở trên phố cổ. Mà lên phố cổ thì cực kỳ là phức tạp vì đường một chiều. Thì bây giờ em sẽ gọi dẫn đường nhá. Dẫn đường. Em sẽ gọi dẫn đường lên phố gì nhỉ? Hàng Ngang, Hàng Đào đi. Ok. Bây giờ thì em sẽ với khẩu lệnh gì? Khẩu lệnh dẫn đường tới. Dẫn đường tới. Ok. Dẫn đường tới Hàng Đào bằng Vietmap. Đó, chúng ta đã đến bằng Vietmap. Rất là nhanh đúng không? Rất là nhanh. Cái GoTech này làm thế nào nó kết nối internet được? À, nó dùng SIM 4G. À thế à? SIM 4G. SIM 4G có được để trong này không tối nhá. Ôi tiện quá nhờ. Thế thì đây có khác gì là một cái iPad đâu. Chính xác. Mà nó còn tích hợp với toàn bộ hệ thống âm thanh cũng như là camera hay là những cái tích hợp khác, cảm biến khác ở xe đúng không anh? Chính xác. Cam này là cam đi cùng với một đi bộ cùng của bộ này luôn. Được tặng cái qua kèm cái màn hình này luôn. Và đây thao tác của nó rất là nhanh. Rất là nhanh. Trọng là đây anh này, anh nhìn thấy không? Cái màn hình này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB và chip 8 nhân rất là nhanh, cực kỳ nhanh. Này gồm cả hệ thống âm thanh rất là tuyệt vời đấy. Bảo hành sản phẩm thì chúng ta có một cái chức năng đó chính là cái G-Suite này. Đó. Cái này ấy, chúng ta có mọi thông tin của khách hàng ấy có thể bảo hành. Khách hàng có thể không đến cửa hàng có thể gọi điện cho bên hãng sẽ bảo hành cho mình trong vòng 2 năm đổi mới. Cái này hình như em có nghe nói là mọi người còn được lắp đặt để chạy thử đúng không? Để trải nghiệm thử đúng rồi, không? Trải nghiệm trong vòng 30 ngày. À trong vòng 30 ngày. Đúng rồi. Thôi được rồi, nói chung là ngày hôm nay mới hôm qua lắp. Hôm nay được sờ thử và bây giờ em phải đi làm. Nhưng mà em quyết định ok, dùng màn hình này. Điều. Ok. Anh ơi, thực sự hôm nay em cảm thấy nó giống như có thêm một người bạn hỗ trợ ấy. Đúng. Một người trợ lý rất là hoàn hảo. Hiểu mình. Này, không phải là trợ lý là được nhá, mà trợ lý người ta phải giúp đỡ được mình cơ. Nghe lời. Ok, ngoan đúng không? Ngoan. Ok. Thế thì cái GoTech 8 Max này ngoan. Ok. Và với những trải nghiệm ngày hôm nay của em cảm thấy rất là hài lòng về màn hình GoTech. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn. Chốt đơn nha anh nhá. Chốt đơn. Dạ vâng, chốt đơn. Thank you. Cảm ơn GoTech và cảm ơn Phương Đông Auto rất là nhiều. Chốt một lần nữa. Chốt lần nữa. Cảm ơn anh. Em sẽ giới thiệu cho nhiều người. Vâng, cảm ơn công tố. Vâng.